Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Anh em mình đi săn nữa các bạn ơi. Hôm nay thứ bảy các bạn. Sáng sớm ra trời cũng mưa này kia đồ, thấy cũng im quá các bạn ơi. Đêm nay thành quả không biết có ok không nha. Chút xíu mình đi bắn thì có gì có pha bắn nào mình quay cho các bạn coi nha các bạn. Mình cũng đứng chỗ cũ nè các bạn ơi. Khá là đẹp. Sáng sớm trời cũng mây cũng hơi mù mù tí. Rồi let's go nha các bạn. Con còn ngàn nha anh em. Rút chìa khóa ra nha. Còn ngàn nha anh em. Ngập như vậy. Xịn trơn luôn. Trời trời. Rồi chạy siêu to khổng lồ luôn anh em ơi. Cô nè. Quá dữ. Ngang cổ luôn. Ngang cổ luôn. Trời trời. Rồi tiếp tục nghe nè. Rớt con hay. Rớt con hay quá. Rớt luôn. Trời ơi, con kia chưa rớt kìa. Con kia chưa rớt á. Ấy. Ấy giờ giải xem tao coi. Đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, của xanh này trời ơi, nó đã hát. Sao phải. Cu xanh nha anh em. Hai con mà bắn được con anh em ơi. Gãy cánh. Mất cái ngày ức nữa, trời ơi, hai ba lỗ luôn. Một con. Một con. Ê, ê, ê. Trời trời gì mà nó không xiên ta ha. Nổ lớn hết biết. Bắn rớt con chim cu vằn nha các bạn. Tết một câu luôn các bạn ơi, bên này có sắm một câu nha các bạn. Đây mình mới sắm nha. Cu rớt ở dưới đây nha các bạn. Quá dữ. Ôi 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 dạ. Ôi. Bay lên rồi, kỳ vậy trời, rớt nước nằm im ngu rồi đưa câu xuống bay mất tiêu trời. Kỳ. Sáng sớm. Sáng sớm gì là không được vui rồi đó. Đấy này nó còn. Này chắc âm bi vậy các bạn ơi, để mình đi kiếm mày còn không các bạn, không còn là âm bi nha các bạn. Trời ơi, trời con đầu tiên các bạn ơi. Gớp. Núp bụi tre hả con? Quá là ngon lành. Con này là con thứ hai nha, nha. Các bạn. Ui ui. Cú bạn ơi. Đường con cu vằn đầu tiên nha các bạn. Sáng sớm giờ mưa quá trời mưa các bạn ơi. Ui em mình đang bắn luôn kìa.
biết có lầm không. Anh bắn đại lên nha. Hay chưa? Hay để bắn đi. Cậy vô nè, cơ hội chỉ đến một lần. Đó. Không để cơ hội đó trôi qua. Ghê dữ trời. Quá tuyệt vời luôn đời. Rớt con cung rồi đó nghe các bạn. Lên cầu xuống đi. Rồi, ok, test chi nè. Rồi, ngon lành. À đây, đây, thấy nè. Ghê gớm, quá ghê gớm. Đây. Này chắc cần bắn ngay mấy ngang rồi. Ủa, tay với đầu mấy ngang. Đấy thiệt. Cú dặn nha các bạn. Con này là con thứ hai nha. Quá ngon lành. Tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục nha. Hay ghê vậy. Ý. Hay ghê vậy. Quá tập. Giờ lên này. Đang cầm gần. Cô nghe các bạn. Quá ghê. Một con. Một con. Đã gì vậy? Để em mắc đây. Mắc rồi. Để em mắc. Mắc nghe tập tiếng trời. À mắc dính cánh thiệt. Chơi nó rồi nè. Hay. Được mấy bắn mấy cu này vậy kì á. Dính cánh. Chết cha xịn quá. Rồi giọt. Hên dưới trời. Cũng nghe các bạn. Gỗ gỗ đi. Ờ. Con nè. Ơi, ơi, kỹ, coi vậy mấy. Ơi trời em bi trời. Bắt mưa thôi các bạn ơi. Nay đi ông trời ổng mưa hoài rồi, bắn được cái trơn chỗ éo nứt mưa nhiều các bạn. Quá là chán luôn. Con nè.
hai con chó mi trời tiền khá nhiều. Nhưng mà con người kia bắn cũng được mà, cứ bắn trúng mà âm bi thôi, xui á. Với lại cái thế đó con nó bắn cũng hơi dễ âm bi nên tại đứa đích đó. Rất thẳng luôn á, không biết rất thẳng chỗ nào. Thấy chưa? Rớt con nữa. Chơi chảo. Đậu xa tưởng tao không thấy hả cu. Dạ dạ. Rồi. Hơi lúng. À, à còn sống còn sống. Bò luôn bò luôn bò luôn bò luôn. Sáng giờ âm bi hơi nhiều rồi. Bò chứ cho nó chắc ăn. Một con châu chảo nghe các bạn. Nãy giờ chú mưa rồi, nãy giờ anh em mình mới ra được khỏi chỗ này chút xíu nè, hơi nắng nắng lên tí cũng đỡ nha. Rồi ok, chỗ này là mình bắn được một con chim cu với con châu chảo nha các bạn. Rồi tiếp tục nha các bạn, để mình quay chim cu cho các bạn coi luôn nha. Được thêm con chim cu này nha các bạn, mới lụm nha, ở dưới đây nè. Rồi tiếp tục nha các bạn. Nấp mơ nữa nghe anh em. Bữa nay dắt hắt quá anh em, thấy kiểu này là thấy không xong rồi. Quá trời mưa luôn. Nó tới thời chứ. Rồi rất xong luôn. Ôi trời, cô rất xong luôn trời. Rớt đâu vậy? Anh thấy rớt bên sông á. Há tiếc gì trời. Rớt không biết giấu. Thôi bỏ đi. Bi nha các bạn, bay qua bên sông không biết giấu, không biết nằm chỗ nào luôn bạn ơi. Một con nè. Rồi đứng đây mình bắn luôn cho. Hai con. Hai con. Ơi 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 ơi. Hay quá. Chạy lên lượm lên cho lượm lên chứ. Nó bay được đó, nó bay được đó. Rồi. Ok. Xuống dưới móc con kia lên nhanh đi. Và chi nữa đâu vậy? Kia đây. Nghe tiếng nó chạy chạy vô đây bờ rồi nè. Đục xuống lên lượm luôn, quất luôn. Cạn luôn. Tí hai đường cầu xuống anh nha. Tử vậy đó. Ngày cái lưng mà cục tỉnh queo vậy má. Một con nha các bạn. Chỗ này hai cái hai con các bạn ơi. Khá là may mắn. Rồi được. Hai con nha các bạn. Cửa giò luôn, cái lỗ này cửa giò luôn.
Ít lương. Vô. Tiếp tục nha các bạn. Chạy chạy nít. Gấp luôn, hay quá. Gấp luôn, hay quá. Quá hay. Quá dữ. Đây như có đường này đây. Có này, có đường, có cửa nè. Không vô được, lấy kiềng câu qua móc. Được nha các bạn. Rồi, để mình vào cho ta nha. Chết luôn, mưa luôn trời. Rất con chài chài nha các bạn, con này khá là đẹp luôn bạn ơi. Rồi tiếp tục nha các bạn, hiện tại là mưa luôn các bạn. Sáng giờ đi đường này mưa hoài luôn trời. Bên này thắt rồi các bạn ơi. Mưa luôn. Mưa nữa nghe các bạn. Nay em đi bắn với cây này các bạn ơi. Ây da. Đây. Nay bắn với cây này nha các bạn. Ủa vậy là 16, 10, 230. Bắn với B8. Đó. Giờ hiện tại là đang mưa nè. Sáng giờ mưa hoài luôn các bạn ơi. Bắn đi được xíu cái mưa, đi xíu mưa. Giờ chú mưa nhiều hơn đi bắn nữa. Mưa giờ đang trú ngay chân cái nhà quan nha các bạn. Nhà này không ai nhà, người ta phá cửa, người ta đi đâu hết à. Giờ chú mưa tí xíu rồi hết mưa, anh em mình chiến tiếp nha. Rồi ok anh em, đợi ghé đây làm vài trái bằng chơi nha anh em. Ôi ôi ôi, ôi đứt công không, đứt công gầy gầy đi, gầy đi. Nắm chưa? Rồi ok. Đây nghe anh em, bạn nghe anh em. Một trái. Khá là ngon. Bên này có đem muối thôi nữa nghe anh em. Chút xíu anh em mình chiến bằng nha. Bên này có càng cầu quá tiện anh em ơi. Giật 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 hả? Trời trời dính luôn. Quá ghê. Quá dữ. Cái này không biết trái này ăn được chưa nữa. Ủa trái này dài, nó xíu mà dài. Trái này nè chồng. Trái này ngon nè. Ê trời trời ơi, trái trời bá kìa. Trời ơi, đang ăn bằng mà cu gì đây à đệ. Cướp luôn. Quá ngon. Trái lên nữa được rồi. Quốc tì đợi coi họ có mưa không. Sợ nhiều khi nó mưa. Đứng đây ăn tí xíu. Hiện tại giờ mình cũng không biết mình đang đâu nữa các bạn ơi. Đi đại luôn tại sáng giờ mắc mưa quá trời. Chạy em vòng vòng vòng. Bên này có hũ muối nghe anh em. Rồi, chết thôi, từ từ. Nhiều quá nó đổ nè mày. Wow, thơm má. Quá đỉnh.
Ừ. Nó chua. Mời anh em nghe anh em. Đã. Đã. Quá phê. Ok, giờ anh em mình tiếp tục đi săn nha các bạn. Ok. Rồi, hello anh em nghe anh em. Bây giờ anh em mình đi bắn về rồi anh em ơi. Giờ anh em mình đang sắp thành quả ra nghe, rồi mình quay cho anh em coi nha. Hiện tại là mình đi về tới ngã 7 rồi anh em. Cảnh đây khá là đẹp luôn anh em ơi. Nhưng mà có một điều là bên này trời chuyển mưa khá là dữ. Mình đi hồi sáng giờ là mắc mưa khoảng 4 đám mưa anh em. Mình mãi tới giờ ngước nè. Đây, đây là thành quả của anh em mình nha. Hồi nãy vô cho đẹp coi. Mấy con giờ nãy, đếm mấy con giờ? 9 con nghe anh em. Hôm nay trời mưa bắn không được nhiều anh em ơi. Mới ra xíu là vô núp mưa nữa rồi. Đâu có bắn được nhiều cái đâu. Nhiều đam nhưng mà được 9 con là cũng khá là ok nha anh em. Rồi anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha anh em. Rồi bye bye anh em nha. Bây giờ mình về anh em ơi, tại vì mưa nó cũng sắp tới anh em ơi, gầm quá trời. Rồi bye bye anh em nha anh em.